bạn, chào mừng các bạn đến kênh Văn Cương Channel. Hôm nay hai vợ chồng mình làm một món ăn rất là miền Trung nha các bạn. Đó là bánh bột lọc. Bánh bột lọc của mình làm có hai loại nhân, đó là nhân thịt và nhân tôm. Đây, đây là nhân tôm này các bạn. Cái màu mà đỏ đỏ thì sẽ là một con tôm cho đó các bạn. Đây, còn cái màu trắng trắng đây. Cũng khó nhìn lắm em ơi. Khó nhìn, đúng rồi. Ở trong nó là nhân thịt nha các bạn. Ở trên đây là mỡ hành và hành phi. Hành phi. Bây giờ hai chồng mình ăn thôi. Lỡ rồi ăn cái này. Đây là nước mắm chấm chua ngọt các bạn. À, quên nữa. Dạ. Ăn bánh bột lọc là không thể thiếu sa tế. Sa tế ớt khô. Khuấy lên các bạn. Cho nó thơm. Cay cay. Cay cay. Ngọt. Giờ mình chấm nước mắm chua ngọt, mình chấm nước mắm mặn. Mời tất cả bạn ha. Ngon. Ngon. Ở ngoài cũng giống như nó dai dai bạn. Dai, thịt ở trong thì thơm ngon. Mình nên vừa ăn các bạn. Ăn cái mỡ hành với lại hành phi rất thơm luôn á. Còn của anh nào thì cơm ở trong á. Nó dai dai, lột. Nó giòn, tôm nó giòn giòn. Cơm rất là ngọt. Tỏi tôm còn tươi các bạn. Mình sẽ các bạn. Mình sẽ thử bánh bột lọc cái này làm thịt nè, nhân thịt. Ngon lắm. Ngon. Vừa ăn. Ăn cái mỡ hành và hành phi rất là thơm luôn. Em làm gói kiểu như là gói nhỏ nhỏ vì là vừa ăn các bạn. Nếu mà gói to quá trên đây sẽ nhanh ngán. Vậy là vừa luôn á. Ngon. Cay quá. Thơm quá. Ăn mùi hành phi á. Thơm. Các bạn kèm theo dưa leo á đỡ ngán bạn ơi. Bị sặc ớt khô mà. Sa tế chứ. Cái này nó dính dữ lắm nè các bạn. À, mình làm từ bột nó dẻo. Bột của năng nha các bạn. Bột của năng các bạn đổ nước sôi vô. Và với một lượng vừa đủ thì chúng ta nhào bóp nặng. Cái tỏi sao mà ăn à? Mì sả ớt. Ớt ở đâu gà? Sa tế. Cái tỏi sao mà ăn. Ngon các bạn. Ngon à. Hành phi này là hay cầm tử thắng các bạn. Rất là thơm. Nói chung là ngon các bạn. Hai chồng ăn với tốc độ chóng mặt không ạ? Rất là đói bụng các bạn. Con nhỏ em đem cái này là nó vừa ăn dữ luôn á. Nó nhỏ nhỏ dễ nhai, dễ để nuốt. Không dai quá lắm mà. Đúng rồi. Nó dễ dẻo lắm. Các bạn nhờ ít thôi nha. Nhờ nhiều quá nó dai. Nhờ nhiều quá nó dai hả? Thịt tôm rất là ngọt. Tươi. Tôm này mình bỏ còn nguyên vỏ luôn hả bạn? Cắt bỏ phần đầu đi. Cắt bỏ phần đuôi đi. Ừ, đúng rồi. Thôi ăn thôi, còn tôm không vậy bạn? Đó rồi. Hết chân thịt đó. Tôm gì vậy? Quấy vào tôm luôn nè. Bạn nhận không rõ ha. Nè, các bạn xem nào, đây là hình nguyên con tôm luôn á. Không nhận không rõ. Mở một cái là một con tôm các bạn. Đậu quá. Lâu lâu thì hai vợ chồng mình tìm cái món bánh hoặc là cái nào đó nó thay đổi cái không khí nọ một chút trước bạn. Tại vì có khi hai vợ chồng mình làm hải sản nhiều quá. Biết chủ đề.
nên lâu lâu mình phải kiếm cái món bánh gì đó. Cái lại cái này đang là mùa giông bão các bạn ơi, nên người ta không đi ra thường xuyên được, hải sản cũng ít rồi. Thế lại đang tình hình dịch bệnh nên người ta ít đánh bắt á, thì tiền xăng tiền dầu nó lỗ. Thứ một phần quan trọng á là vợ mình chưa ăn được hải sản. Đúng rồi, chính xác, cái đó là chính xác luôn. Khi vợ mình nào mà vợ mình gần 3 tháng mấy, các bạn, 3 tháng mấy tầm đó đó, thì vợ chồng mình sẽ kiếm món hải sản mực tươi nè, tôm tích nè, rồi ốc nè, nói chung là rất là nhiều luôn các bạn. Nói chứ nói tới tôm tích mình rất là thèm. Rất là thèm phải không? Cái món tôm tích ở Cà Mau mình rất là nổi tiếng các bạn. Ở ngoài miền ngoài gọi là bề bề. Bề bề tôm tích. Nhiều loại á. Tên gì? Bọ ngựa hả? Ừ. Nhiều loại lắm, nhiều tên khác nhau, mỗi vùng miền kêu khác nhau. Với mình này kêu tôm tích. Nhà hàng kêu tôm tích. Cái này là đúng hợp lý luôn các bạn. Ăn có cần dưa leo mà không đỡ ngán dữ luôn á. Lôi ra đây để ăn. Đây anh chấm này cho em nè. Thịt. Ngon quá. Ngon. Ngon. Mình sẽ ăn tôm các bạn ơi. Chính ra thầy chọn ăn như vậy nó gọn các bạn ha. Thầy chọn ăn như mâm liền nó gọn. Ba mỗi tiệm được đó. Ngon không bộ? Tình hình này là hai vợ chồng mình số ký càng ngày càng tăng các bạn. Không có điểm dừng luôn rồi. Cũng lên ký các bạn. Mình nhớ hồi nãy mình làm nhân thịt nhiều hơn nhân tôm mà ta. Sao một hồi còn tôm cơ. Tôm mình cũng chưa ăn được các bạn. Nhưng thằng ra chỉ có một mình ăn chồng mình ăn thôi. Đúng rồi, nãy giờ mà ăn tôm chết luôn. Nhân giỏi thịt đúng không? Trộn ngon rồi. Hay là tại nãy giờ em ăn nhanh hơn anh ta. Đúng không? Chắc vậy nên mới hết thịt nhiều. Ngon quá. Thôi mà phi các bạn, anh miếng dưa leo ơi, đỡ ngán em. Đây em gắp cho anh một cái nè. Anh đỡ ngán. Trời ơi, nuốt á. Trời ơi, đây. Hết trái để ăn rồi các bạn ơi. Hết rồi. Ăn không đủ phê vậy chứ. Như một mâm mà ăn không đủ phê luôn á. Ủa là hết thịt luôn á hả? Hết thịt luôn rồi. Còn trời ơi, một cơm à. Chết rồi. Ông quên tính chấm này. Đây để em đút cho anh. Trời ơi. Này các bạn nhìn nè, đó tôm nè. Hành phi nè. Hành lá, mỡ cái gì? Mỡ hành hả? Ớt mỡ nè. Hành, hành phi. À. Trời ơi. Ngon quá. Ngon nhất lắm các bạn. Còn những cái cuối cùng các bạn ạ. Đút cho chồng ăn luôn. Nhìn nước mắm nè các bạn. Đó. Dụng dập đó là. Hả? Dưa leo không? Trời, dưa leo ẩn hả em? Dưa leo luôn. Ngon. Ngon. Bánh này ăn rất là ngon các bạn. Ăn chơi cũng được các bạn. Có khách mua về đãi ăn cũng được các bạn. À quên, nấu ăn cũng được các bạn. Hết thịt rồi. Ăn cái này gọi là hành phi. Đỡ thèm. Hành phi thơm á. Ngon quá. Thôi chồng ăn sạch hết cái mâm luôn. Còn hai cái cuối cùng em sẽ đút ra luôn. Để luôn hành phi vô ăn.
hành phi với lại mỡ hành rất là ngon luôn á. Ồ, thơm ngon tới giọt cuối cùng. Lo được chở được cái hàng. Mở một cái này là một con tôm rất là thơm luôn. Đây, hành phi đây. Đó, vợ làm mà phải ăn hết thôi. Này, trời ơi, sạch bách. Quá trời ngon. Trời, cái hút cuối mà hai chén mắm các bạn. Cuối mà hành phi nó nhiều quá. Nhiều quá. Ồ, nó thơm, ngon. Thịt tôm mình nó ngọt. Món này ăn rất là ngon các bạn. Nhưng mà đặc biệt người nào có gan thì mới nên ăn nha. Còn người nào không có gan thì không nên ăn. Tại vì bột năng nên nó cũng có độ dai của nó các bạn. Ăn món này rất là ngon luôn á. Trong có thịt, có tôm rất là ngon, rất là ngọt. Ngay cái mùa mưa đó các bạn, mùa mưa này nè. Chấm cái nước mắm chua chua ngọt ngọt các bạn. Ăn dưa leo giòn giòn rất là ngon. Món này cũng phổ biến á. Tuy là của miền Trung nhưng mà hình như trong Nam mình cũng rất phổ biến. Thấy hầu như ở đâu cũng có bán chứ. Cái này tự dặm tự nhà làm luôn. Mai mốt đem làm xong bán luôn em. Không biết có ai mua không hay là tối ngày bắt anh ăn chừ cơm. Thôi thì bây giờ video của hai vợ chồng mình tới đây tạm dừng nha các bạn. Hẹn gặp các bạn ở video sau nha. Các bạn thương hai vợ chồng mình thì nhớ like nè, share nè với đăng ký. Nhớ rung chuông bên phải giúp hai vợ chồng mình với nha. À, tạm biệt các bạn. Tạm biệt.